có một câu của một bạn này cháu là người ăn chay trường nhưng khi nấu cơm cho gia đình vẫn phải nếm những đồ ăn mặn xem có vừa vị hay chưa như vậy có ảnh hưởng đến việc tu tập hay mắc nghiệp sát sinh hay không ạ ở <laughs> à đây thì thường là những người mới ăn chay hoặc là những người mới tu thì thường hỏi câu này thì chúng ta nên nhớ bản chất của việc ăn chay không nhằm vào cái việc là món ăn là chay hay mặn mà ăn chay có hai ý nghĩa ý nghĩa thứ nhất là ý nghĩa sinh học thì các món ăn bằng thực phẩm rau quả quả thì nó phù hợp với cơ thể nội tạng của ta chân ruột của chúng ta rất là dài Để răng với chân trước lọ kia răng của chúng ta lọ kia là phù hợp với việc sinh vật ăn rau củ quả. Còn chúng ta không gọi loại sinh vật ăn thịt, sinh vật ăn thịt thì à, ruột của nó cũng ngắn và tiêu thụ rất là nhanh trong dạ dày. Ai là như con à, chăn này, con rắn nó nuốt cái nó cho tiêu hóa ngay trong cả tất cả. Vậy thì ở đây chúng ta thấy này là con người ta Phù hợp với sinh học Ăn rau củ quả Đấy là về ý nghĩa sinh học Còn ý nghĩa tâm linh Tại sao chúng ta này Ăn chay và không ăn mặn Mặn ở đây là mặn mòi Mặn ở đây là sát hại chúng sinh Chứ không phải mặn là muối Đấy. Mặn tượng trưng cho các loại máu Sát hại chúng sinh thế ở đây ăn chay ngoài cái mục đích sinh học phục vụ đường ruột ra chúng ta còn một ý nghĩa khác của cái kiếp nhân sinh tức là không sát hại sinh vật khác và chúng ta phải hiểu rằng khi chúng ta tồn tại trên thế gian này thì không cần phải giết sinh vật khác còn ở đây của bạn đi vào cái tiểu tiết là gì là bạn vẫn nấu thức ăn cho gia đình cơ mà thì cho dù bạn nếm hay không nếm Thì những con vật mà bạn nấu cho người trong gia đình ăn Nó vẫn chết rồi mà Vậy thì nó, bạn nếm hay không nếm Nó không ảnh hưởng đến sát sinh hay không sát sinh Đấy cái giết vì mục đích ăn chay này Chúng ta chống sát sinh mà Nhưng mặt một mặt bạn vẫn đơn nấu thức ăn mặn cho gia đình Vậy thì bạn có nếm hay không nếm Thì cái thức ăn mặn bạn đang nấu vẫn là thế Điều thứ hai ăn chay ở đây là bạn đang tính đến việc chay miệng thôi chay bằng lưỡi thôi nhưng chưa tính đến chay lòng chay lòng là vì bạn ăn nhưng không nghĩ đến việc mình phải sát hại một sinh vật khác đó ở đây có nhiều cái câu chuyện nói đến cái việc này là tính đến chay lòng mới là quan trọng Cho nói đến hai ông sư là không được ôm con gái nếu mà dính dáng đến nữ Ôm ấp nữ là ông phạm giới Thế hai ông đi qua đến cánh đồng đến được cái mắng lội Thế một cô con gái đứng bên bờ bên này Không sang được Thế thì một ông thì đứng né né tránh xa Không dây phụ nữ Ông kiểu ôm ngay cô này ông Đi qua mắng lội ông sang bên kia ông để xuống đấy Thế ông, một ông kia thì đứng đi đến hàng Nửa ngày đường ông cứ phân khoăn ông bảo hôm nay nha Tôi nói cho thầy biết ra thầy đang phạm giới và phạm giới gì? Giới nó quy định không được ôm thân phụ nữ Tại sao vừa rồi thầy lại ôm nữ cô con gái? Ông này bảo không Vừa xong tôi ôm tôi độ cho một xác thân thôi Không biết là nam nữ nhưng tôi độ xác thân qua mà mang lội và tôi đã để người ta để cái xác thân xuống rồi Tại sao thầy còn ôm cái đấy đi suốt một nửa ngày đường là thế nào? Vậy thì đây mới là cái tâm Đó, Cái tâm của ông ôm cái cối suốt cả nửa ngày được Ăn cũng vậy. Chúng ta nên nhớ. Hiện nay. Là làm các món thức ăn chay. Nhưng làm cố tình. Làm cho nó giống những cái thứ. Các món ăn mặn. Đấy là chúng ta làm chay miệng. Nhưng cái đầu óc tư tưởng. Vẫn còn đang quyến luyến đến cái thức ăn mặn. Ăn chay bằng thực vật đấy. Nhưng làm cố tình. Ướp cái hương vị. Cho nó giống với những cái thịt cá màu sắc cũng giống như vậy như vậy chúng ta mới đang chú ý đến việc chay miệng thôi chứ chưa đến chay lòng chay lòng để ăn gì không quan trọng nhưng trong đầu không nảy ra cái ý sát sinh cho nên là trong cái chuyện này chúng tôi đã có lần tôi đăng ở trên mạng mà tôi hỏi nhưng mà rất ít người trả lời được Thế tại sao có một cái chuyện ông tuệ trung thượng sĩ là thầy của trần nhân tông ấy mà hôm là cô em gái lúc ấy là là hoàng hậu đến uh, mời ông đến chơi lại à, hoàng hậu uh, của triều đình ấy, nhà trần là em gái ông ấy. bày cỗ bàn các thứ ông này ông vờ cái món gì hiểu cũng ăn thế không chọn cái món chay ông ăn mà món mặn thôi ông vớ cái món gì ông ăn thậm chí trong cuộc đời của ông năm thê bảy thiếp đấy và đến khi em anh triều đại gặp cái gì ăn cái đấy mà ông ở bên Trung Quốc nó có phim là Tế Điên Tăng ấy. ông có cả uống rượu ăn hết các thứ thịt thà đó kia thế thì cô em cái mới hỏi thế anh đã đi tu Phật tại sao anh này anh không anh anh, anh ăn chay để cho thành Phật à Thế sao anh lại cứ ăn cả mặn như thế này Ông bảo Hờ. Anh tu như anh không cầu thành Phật Mà Phật cũng không cầu thành anh làm gì Thế thì tôi mới hỏi Đấy hiện tượng là hiện tượng có thật và ông tuổi trung thượng sĩ đấy. Nhưng ông lại là thầy của ông Trần Dân Tông cơ mà Trong khi đó Trần Dân Tông là sơ tổ trúc lâm Thì tại sao mà ông Tuệ trung thượng sĩ ông ba phải như thế Mà ông lại là thầy của Trần Dân Tông được nhỉ Không phải ai cũng trả lời được vậy thì ông tuệ trung tử sĩ ông ở cái cảnh giới không còn chấp vào cái miếng ăn nữa tu còn khó, vô vọng cầu vô vọng cầu đỉnh cao vô cầu thành phật cũng không cầu nữa cơ chứ không phải tôi không cầu thành ông giác ngộ tôi không cầu thành ông vua tôi không cầu kể cả phật là cao nhất cũng không cầu luôn cả tâm vô vọng cầu không vọng cầu thì ông cũng không suy nghĩ từng tiểu tiết ăn cái này mặn hay là ăn cái này chay tức là không đi vào cái vòng để chúng ta thấy rằng như vậy chay đấy mới là gọi là tâm thanh tịnh và ở đây có một chuyện nữa lại nói là mà ông thầy ông ấy giảng cho các học trò các con phải ăn chay không được à, gặp ăn thịt cá nữa thế còn ông thì ông cứ chén cả thịt cá ăn bình thường Thầy bảo, thế em bảo thế thầy thầy dạy chúng con ấy. không ăn không được ăn mặn. Mà tại sao thầy cứ ăn mặn thế kia? Bảo không, thầy thầy ăn thì thầy không trụ vào các thức ăn. Nhưng các con này đang thèm thuồng đang trụ vào đấy cho nên các con phải kiêng đi đã. Bao giờ các con không trụ vào thì các con mới ăn được. Thế mà con cũng không trụ chứ, thầy tưởng mình thầy không trụ thức ăn à? Con cũng không trụ vào đấy. Thế thầy cũng lặng lặng. Mà hôm ông đi cái đám ma ấy, họ thường thiêu cái xác chết ấy nhưng họ thiêu đang thiêu cái rừng ấy thì còn ít ruột chết cái bốc nắm ruột về ông gọi tất cả để, để, tử trong chùa lại ông nấu một cái nồi à, một chảo cơm lên xong rồi đến khi cơm gần chín ông mở dùng ra ông cho cái cái nắm ruột của người chết ấy, đang thiêu dở ông cho muối hết lên vào chảo cơm ấy xong chín rồi ông múc ra cho mỗi ông ông đệ tử một bát còn ông ngồi một bát ông ăn hết của bát còn mấy ông đệ tử ăn vào nôn không ăn được miếng nào nôn hết ông, ông, ông bảo ông bỏ nay tại sao bọn bay bảo là ăn không trụ tại sao trong bay lại nôn thế lúc ấy các ông đệ tử mới biết rằng cái việc trụ hay không trụ không thể nói mồm được mà phải thực hành ông này không trụ cụ thể nào ông chén luôn cả bát cơm mà không có ảnh hưởng gì như vậy đây mới gọi là chay đây mới gọi là chay lòng như bọn trụ vào cái việc nếm thức ăn xem có mặn hay nhạt, đấy là bạn trụ vào hình tướng chứ chưa trụ vào bản chất của ăn chay. Và trong đạo Phật có các bạn biết ngày xưa Đức Phật à, cùng với các đệ tử đi à, khất thực. Người ta gọi là Tam Tịnh nhục là ba cái loại thịt thanh tịnh cơ, thịt và thanh tịnh. Nó gọi là Tam Tịnh nhục. Là trong trường hợp này thì ăn thịt cũng như ăn chay Trường hợp nào? Thứ nhất là anh không giết cái con vật đó Đấy là tiêu chuẩn thứ nhất Thì cái miếng thịt đấy đã là thành tịnh Miếng thịt thứ hai Là anh không là nguyên nhân của việc giết con vật đó Ví dụ ông là khách sộp Hôm nay ông đến ông là khách sộp Ông đến thì tự nhiên vì con vật đó bình thường Nhưng vì ông là khách sộp tự nhiên là ông là nguyên nhân Tự nhiên nó mang ra để làm thịt thậm chí bây giờ các bác biết đấy là phóng sinh bây giờ lại là sát sinh ấy. ví dụ như ông là khách đặt hàng của chùa đặt hàng mai mày phải đi kiếm cho tao một cái thùng lồng chim lồng cá để mai tao phóng sinh tức là ông đã đặt hàng rồi đó thì mặc dù ông không đi sát sinh ông không đi đánh cá không đi bẫy chim nhưng mà ông đặt hàng cho thằng khác bẫy chim bẫy cá chính là ông là sát sinh rồi đấy nhưng mai ông lại nằm lễ len beng à, à, tụng hết cái bài kinh này kinh phóng sinh được tụng ở kinh di đà để tụng kinh quán âm lọ kia để phóng sinh trong cả một à, đoàn coi thầy trò trong đứng tụng xong là mang ra thả thì chỉ thì thả có khi thả được một uh, trăm uh, con thì cho thuyền, thuyền bè nó ra nó bắt ngược trở lại mất 50 con chưa kể coi như thả chim ra thì cuối cùng thứ nhất Muốn bắt từ 100 con chim thì cái thằng đi bẫy thằng đi bẫy chim ấy thì có khi bẫy được 100 con thì phải bẫy mấy trăm con đã chết thì què quạt rồi. Còn con nào còn sống mang về thì hôm trước thì có khi thả ra ngay thì không sao, hôm sau mới mang về thì có khi lại chết 50 con nữa. Đấy là một lần sát sinh. Lần thứ hai nữa là con chim hay con cá đang sống trong môi trường của nó, giống như nhà cửa đang yên lành ông lại bắt đi sống ở chỗ khác. Tức là môi trường con chim ông thả ra đấy, đấy nó không giống như cái môi trường của nó đang sống quen nên nó bị bắt rồi còn uh, con của nó chim bố chim mẹ của nó ở chỗ khác ở đâu chim con của nó đang ở đâu ai nuôi thế lại lại bắt đi con chim này nó đang nuôi con nó bị ông bắt đi vào đây ông thả ra nên làm sao con cái của nó cũng bị chết nữa rồi cuối cùng con cá cũng vậy anh thả ra môi trường khác như vậy anh đã anh đã diệt cái môi trường sống của con đấy thì gọi là anh phóng sinh chính là đang sát sinh đấy thôi Do vậy cái nguyên nhân gây ra con vật ấy bị chết Anh không giết nhưng anh vẫn tính là anh sát sinh Cho nên là cái miếng thịt đấy Nếu như anh không phải là nguyên nhân Mà tự nhiên không có anh thì con vật ấy cũng chết rồi Thì con vật ấy vẫn được gọi là thanh tịnh nhục Nhục là miếng thịt này Còn trường hợp thứ ba Anh không chứng kiến, anh không nhìn thấy con vật đấy bị giết Chứ nếu anh nhìn thấy anh cũng là cái miếng thịt đấy không còn thanh tịnh nữa vì sao lúc đầu tôi nghĩ phân vân cái câu này lắm anh không là nguyên nhân nhưng mà không nhìn thấy người ta giết à mình nghĩ bây giờ chúng ta chính trong kinh uh, sám hối đây có câu là người dưng chết chóc nước mắt giáo khô tức là anh nhìn thấy cái sinh vật những người dưng đau đớn mà anh không động tâm <laughs> thì anh sám hối để làm gì người dưng chết sóc nước mắt giáo khô thân quyến qua đời đầm đìa lệ máu tức là anh chỉ thương cái thân của anh những người thân quyến thôi còn người dưng là người xã hội người ông không thương cứ con vật cũng là người dưng có thể kiếp trước nó là người thế là anh nhìn thấy sinh vật khác bị chết mà lòng anh giáo khô không động lòng thương thì miếng thịt ấy không gọi là thanh tịnh được nữa đó mà thậm chí trên thực tế Chúng ta hãy ra đường thấy hai cái đứa đánh nhau Cái đứa lớn đang đánh đứa bé Đứa bé bảo Này bác ơi Bác cứu cháu với cái thằng này nó đang đánh cháu Nếu anh nằm ngơ không cứu thì thế nào Nó đang giận cái thằng đang đánh nó Thì bây giờ nó quay sang nó giận anh Bảo ông ấy Lớn thế thế mà thấy nó bị nó bắt nạt trẻ con Mà ông cứ nằm ngơ không cứu Đồ coi như đồ vô tâm Thì chính nó đang sân hận Cái đứa kia nó quay lại sân hận luôn cả mình vậy thì những con vật anh nhìn thấy nó bị giết sát hại <laughs> anh không cứu thì cái miếng thịt của nó sẽ không còn là thanh tịnh nữa vậy thì ba trường hợp đó gọi là thanh tịnh nhục tức là không nhìn thấy anh không giết nó là một không nhìn thấy <laughs> nó bị giết là hai và không là nguyên nhân gây là ba thì ba trường hợp đó anh ăn cũng chẳng sao nó cũng như là thanh tịnh thôi cho nên là ngày xưa lục tổ huệ năng ấy lúc à, còn đang sống với những cái dân thuyền trải thì anh không thể nấu riêng được cho nên cái dân họ nấu thì ông cứ lấy cái nắm rau bỏ và nấu chung canh với thuyền trải xong vớt rau nó ăn rồi ông bảo là nếu như tính ông lý mà nói thì rau với nấu chung với thịt thì nó phải ngấm chứ ông bảo ta ăn rau bên cạnh thịt chứ ta không ăn thịt đấy, đấy là ông, ông lục tổ huệ năng đấy nhá ông lục tổ huệ năng là khi lúc còn là, à, sống chung với thịt chai này khi bên kia nấu canh thịt thì ông bỏ nắm rau vào xong vớt ra ngoan rau xong bỏ ta ăn rau bên cạnh thịt mặc dù về mặt nấu nướng nó phải ngấm vào rau chứ nhở nhưng ông bảo ta ăn rau bên cạnh thịt đó vậy thì ở trong đạo phật là có tam tịnh nhục kể cả ăn thịt cá lúc ấy còn chẳng làm sao Uống chi bạn đi bạn nếm xem là nó có mặn hay là không mặn thì đã phải sợ rằng nó ảnh hưởng đến cái việc mà mắc nghiệp nghiệp hay không là do tư tưởng của bạn và thôi thì nhân dịch à, sẽ nói về cái chủ đề về ăn chay chúng tôi nói sơ sơ như vậy thôi chứ còn nói về ăn chay nó phải mất hàng ngày à, nó nhiều vấn đề lắm thì nói sơ sơ để mong quý vị chúng ta cùng tham khảo đấy là trường phái chay lòng và chay miệng để chúng ta bước đầu ăn chay thì phải là ta tập chay miệng. Rồi khi ăn chay miệng nhưng mà cái quan trọng nhất là chúng ta chay lòng. Chay lòng trong đạo Phật là có ba loại ăn thịt cá mà vẫn không làm sao. Gọi là tam tịnh nhục, được ba loại vẫn thanh tịnh, ăn vẫn bình thường. Thì cảm ơn bạn đã có những câu hỏi để cho mọi người cùng tham khảo.